Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện tỉnh Đồng Nai, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Liên đoàn Yoga tỉnh tổ chức Ngày Quốc tế Yoga tỉnh Đồng Nai lần thứ 10 năm 2024. Tham dự chương trình có các đại biểu Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Medan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng cho biết, thời gian qua tỉnh Đồng Nai tập trung phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi, trong đó có bộ môn yoga. Hàng năm có nhiều câu lạc bộ tập luyện yoga mới được thành lập với số lượng người tham gia ngày càng đông. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Yoga tỉnh Đồng Nai tích cực nâng cao nhận thức của người dân, hiểu về lợi ích tập luyện yoga, cùng với đó là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong muốn ông Madan Mohan Sethi tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ giao lưu hợp tác với Đồng Nai, góp phần thúc đẩy sự phát triển quan hệ ngoại giao đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam, Ấn Độ lên tầm cao mới. Ngày Quốc tế Yoga tỉnh Đồng Nai năm nay thu hút hơn 1.000 người yêu thích bộ môn yoga của 63 câu lạc bộ yoga trong và ngoài tỉnh tham dự. Mở đầu chương trình là nghi thức thắp đèn truyền thống của yoga. Tiếp đó, các huấn luyện viên yoga đến từ Ấn Độ và Liên đoàn Yoga tỉnh đã hướng dẫn thực hành màn đồng diễn yoga theo nền nhạc với những động tác thư giãn, thả lỏng, điều hòa khí huyết và một số tư thế căn bản của bộ môn yoga. Cũng tại chương trình, Liên đoàn Yoga tỉnh đã thực hiện màn yoga nghệ thuật hấp dẫn. Sự kiện thực sự trở thành ngày hội bổ ích nhằm tạo điều kiện cho người yêu thích tập luyện môn yoga trên địa bàn tỉnh được giao lưu, học hỏi, nâng cao sức khỏe. Cảm xúc hôm nay của tôi rất là vui và có một cái cảm xúc gì đó rất là khó tả, bởi vì đây là một cái trải nghiệm đầu tiên mà tôi tham gia. Tôi theo được yoga cũng được gần hơn 2 năm và đây cũng là sự kiện đầu tiên tôi tham gia, nên là được thấy mọi người ở đây rất là vui và năng lượng, và buổi sáng được nhìn mọi người với những cái năng lượng đó thì tôi cảm thấy là trong mình cũng có một nguồn năng lượng để có thể tham gia cái sự kiện ngày hôm nay. Mình thấy rằng là mọi người đến với cái tâm trạng rất là phấn khởi, hầu như là ai cũng giống như mình á, là cũng muốn tìm hiểu thêm về cái hoạt động và để học hỏi giao lưu lẫn nhau, và cái mong muốn thì duy trì sau này nó phát huy nhiều hơn, cái tầm mở rộng hơn và cái tổ chức các hoạt động thì nó phong phú hơn. Yoga là môn thể thao truyền thống 5.000 năm tuổi của Ấn Độ cổ đại, kết hợp các hoạt động thể chất, tinh thần để đạt được sự hài hòa của cơ thể. Ghi nhận những lợi ích và sự phổ biến của yoga, vào ngày 11 tháng 12 năm 2014, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tuyên bố ngày 21 tháng 6 hàng năm là Ngày Quốc tế Yoga và sự kiện nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga 21 tháng 6. Là chúng tôi muốn thông qua các hoạt động thì sẽ phát động việc tập luyện yoga trong các tầng lớp nhân dân, vì đây một cái môn mà trẻ em và người lớn đều có thể tập luyện, qua đó để rèn luyện sức khỏe, để thực hiện tốt cái cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, để làm sao có người dân đều có cuộc sống khỏe mạnh, an vui. Ngày Quốc tế Yoga tỉnh Đồng Nai lần thứ 10 năm 2024 cũng là hoạt động nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, tăng cường hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa tỉnh Đồng Nai và Ấn Độ, tạo tiền đề cho các hoạt động giao lưu, tìm hiểu các nét đẹp văn hóa giữa hai quốc gia, đồng thời hướng đến việc lan tỏa thói quen luyện tập thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân.